Xin chào cô chú anh chị Mạnh Thường Vân trong và ngoài nước. Thì quay lại với chuyến xe không đồng thì em bé đen đồng hành trên chiếc xe 04 với lại anh Thánh Liệu nha cả nhà. Dạ. Trước tiên con xin cúi đầu chào cô chú anh chị và Mạnh Thường Vân trong nước như ngoài nước. Thì chiều hôm nay 17 giờ 13 phút ngày 26 tháng 5 2021, thì trong khi lúc anh em đang nghỉ buổi chiều thì tụi em cũng nhận được một cuộc điện thoại từ bà con nghèo xin xe từ bệnh viện Biên Hòa về lại Bến Tre nha cả nhà. Trong khi đó người nhà cũng xin thêm một em điều dưỡng theo để hỗ trợ bệnh nhân về đến nhà để gặp gia đình. Dạ thì trong khi này em đang chạy xe không nói gì được nhiều thì em nhường lại cái màn hình này cho em đen nha cả nhà, xin mời cả nhà theo dõi cả nhà ơi. Dạ thưa cả nhà. Thì cái ca bệnh này thì được biết là sức khỏe thì không được ổn định nha cả nhà. Thì đang thở oxy và là bệnh nhân hô hấp á cả nhà. Thì chỉ mong nhờ bên hội thiện nguyện chuyến xe không đồng đưa Huệ đến nhà để gặp mặt người thân lần cuối. Nên đã xin và nhờ bên hội thiện nguyện BDS là một chuyến xe hỗ trợ đưa về đến quê nhà. Và trên trong đó thì có hỏi là nhờ xin bên hội thiện nguyện BDS có bác sĩ và điều dưỡng đi theo gì không, phụ chăm sóc y tế bệnh nhân và chú và sư phụ em cũng như là chú Tám Sang và bên nhà điều hành xe là ông ngoại Sitin cũng đã duyệt và thuê một xin trích tiền quỹ ra thuê một anh điều dưỡng đi theo để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân nha cả nhà. Thì đây hiện tại hai anh em đang trên đường chạy qua đi Biên Hòa để đón bệnh nhân nha cả nhà. Đây thưa cả nhà, thì bệnh nhân này là phải tại vì bệnh nhân này đang thở máy nha cả nhà, đang thở máy nên phải đón bệnh nhân bằng dưới tầng hầm. Tại vì đây mới là đẩy máy vào được, ở đây mới bệnh viện đẩy máy xuống được nên phải đón đẩy tầng hầm nha cả nhà. Đây hiện tại ba anh em cũng đã vô đến đây rồi. Hiện tại hai anh em cũng đã tiếp cận được bệnh nhân rồi và đưa bệnh nhân lên xe nha cả nhà. Rồi chiều giờ mình có ăn uống gì chưa? Có ăn uống gì chưa? Mình có bị say xe không? Rồi bây giờ mình đỡ xong rồi mình tiếp tục giấy tờ mình xuất viện đầy đủ rồi đúng không? Dạ đó. Rồi anh cho tôi em mượn. Cho em mượn xíu ra cổng em chạy. Hiện tại hai anh em cũng đã tiếp cận và đón được bệnh nhân và đưa bệnh nhân lên xe rồi nha cả nhà. Thì đây là hành trình hai anh em về Bến Tre nha cả nhà.
cứ tới tới qua vô luôn vô luôn vô luôn vô đi vô đi. Vô luôn, vô luôn. Dạ, mình đưa tổng tới chỗ quay đồ không anh trai? Dạ. Đây là con đường để mà vào nhà bữa bệnh. Vô chỗ xa không anh? Mình vô chỗ xa không anh? Này, giờ thưa cả nhà, thì hiện tại xe của anh em cũng đã đưa bệnh nhân về đến quê nhà. Nhưng mà cái đường này để vòng qua cái cầu nhỏ nữa để em coi cái cầu này có qua lọt không. Ờ, xong luôn. Ở tổng có đổi với đồ không ra? Ở tổng thì vừa luôn. Anh em về đến đây bị xì bánh xe luôn rồi cả nhà ơi. Bẻ bánh xe luôn rồi cả nhà ơi. Vừa về đến nhà bệnh nhân cái là bẻ lên xe luôn. Vô đường tôi cần banh vỏ luôn á. Không được đâu, ve lại đậu ở ngoài đi, đậu ở ngoài đi. Banh vỏ luôn á. Bẻ không? Bẻ rồi, xẹp lép rồi. Dạ em chào anh, em là Đen, tài xế của xe cứu thương không đồng.
cho em hỏi anh tên gì em? Dạ, tên là Nguyễn Hữu Thành. Nguyễn Hữu Thành. Anh đang làm công việc gì em? Ở nấu ăn bên quán nhậu. À, là đầu bếp đó hả? Dạ. Dạ. Công việc đó thì lương bổng được khá không? Kinh tế thì kinh tế thì lương thì được 8 triệu. Dạ, 8 triệu. Cũng ăn uống thì cũng hết rồi. Dạ. Tiền nhà 3 triệu rồi. Mình có gia đình chưa? Dạ có, một vợ hai đứa con. Dạ. Thì cô bệnh nhân đó là cái gì của anh? Là mẹ. Mẹ. Là gia đình mình được đóng thành viên không? Dạ 4 em. Đúng. Anh là thứ mấy? Thứ ba. Thứ ba. À, thì bây giờ cô bị bệnh lâu chưa? Dạ cũng được 3 năm rồi. 3 năm. Cũng ở trên Đồng Nai là cũng đi phụ công cơm người ta. À, là cô cũng đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Dạ. Rồi cô bị đột quỵ hả? Dạ đột quỵ. Lâu chưa? Dạ hồi 12 giờ trưa. 12 giờ trưa nay hả? Dạ. Dạ. Thì làm sao anh biết được bên hội từ nguyện người đất chuyến xe không nào? Có bà dì bà cũng làm chữ thập đỏ rồi đó, rồi bà cũng kêu, rồi bà cũng nhờ những người bác sĩ đó, người ta biết rồi, người ta cũng kêu nhờ với chú Tám vậy đó. Thì cũng nhiều người mang quân người ta kêu dùm. Rồi lúc mà cô bị như vậy thì một mình anh chăm sóc cô hả? Có một em Út nữa. Thì như vậy thì kinh phí về tiền những thứ đồ có mắc không? Hình như là mắc hết hai chiếc bông với chiếc nhẫn. Hai chiếc bông với lại một cặp bông tai. À là bán vàng á hả? Dạ. Bán vàng để lấy tiền chữa trị cho cô. Dạ. Rồi bây giờ bác sĩ chuẩn đoán sao? Bác sĩ là nói là chỉ mẹ đột quỵ. Đột quỵ. Dạ. Là bây giờ là kêu bác sĩ đưa về. Là bác sĩ nói là mẹ đột quỵ là như là não là chết rồi. Là chỉ kêu giờ chở về vậy, nó chỉ là còn cái tim đập thôi, là kêu chở về nhà đi. Thì em được biết bây giờ cô tình trạng sức khỏe cô rất là yếu đi. Dạ. Thì bây giờ em cũng đã hỗ trợ gia đình mình đưa một chiếc xe về rồi. Thì hồi trưa lúc mà bên nhà điều hành xe á, dạ, nói chuyện điện thoại với mình phỏng vấn thêm có hỏi ba giấy tờ đó. Dạ, mẹ là gốc ở Vĩnh Long. Dạ. Là tại vì đi lập nghiệp này cũng mười mấy năm rồi. Mình có sổ hộ nghèo hay bằng cảnh đất không? À, sổ hộ nghèo thì tại vì bỏ nhà đi lâu quá, bỏ quê á. Dạ. Bên đó đã cũng lấy lại. Bên đều không, bên sổ hộ nghèo á, sẽ lấy lại. Dạ. Thì nhà ở Vĩnh Long thì nó sập rồi. Dạ. Đây là nhà vợ. Dạ. Thì được biết căn nhà này cũng mới xây hả anh? Ừ, mới sửa lại. Mới sửa. Dạ. À. À, cho em xin lỗi em hỏi câu này nha. Chú rồi. Nó ba ổng mắc không nha. Thì cô lên trên Đồng Nai sinh sống được bao lâu anh? À, được 8 năm. 8 năm. Thì lúc mà mình xây nhà này thì mình kinh tế về chi phí thì mình cái có này là mượn. Có vay mượn rồi. Là có vay. Vay mình vay bên ngân hàng hay là nhà nước gì? Đó này là vay bên chỗ anh em bà con rồi đó, vay xin sửa này để cho mẹ về bà nằm. Là mình mới xong luôn á. Dạ mới xong. Mới xong khoảng được nửa tháng. Thì nhà hiện tại bây giờ là nhà này ai với ai ở? À, vợ. Là vợ với hai đứa nhỏ. Vợ anh. Là gia đình anh ở với cô. Không, em thì em đi làm. Em lâu lâu mới về chứ không ở nhà. Là đệ chị với lại hai đứa cháu ở nhà. Dạ. Rồi thôi. À chứ là em cũng cảm ơn mình chú Tám. Dạ. Chờ em chuyến xe rồi để mẹ em đi quê. Dạ. Thì, em thay mặt tất cả anh em hội thiện nguyện BDS xin gửi lời cảm ơn và gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình. Dạ. Thì bây giờ hai anh em với lại bên điều dưỡng cũng như là bác sĩ cũng đã hỗ trợ gia đình mình đưa cô về đến quê nhà rồi. Thì bây giờ cũng kể rồi, các anh em của em cũng xin quay về Sài Gòn để tiếp tục hành trình nha. Dạ, rồi em cũng chúc mấy anh được đón nay rồi giờ khỏe. Dạ, dạ. Mà thì cố gắng lên anh nha. Dạ, dạ. Mình còn đồ ở ngoài đúng không? Dạ. Có đồ gì? Nãy có đem đồ gì rồi? Có. Ở trên máy ra chở. Trở lên.
không tụ. Thưa cả nhà, thì hiện tại anh em đã hoàn thành xong một nhiệm vụ là đưa cô về đến quê nhà rồi. Thì bây giờ trên đường đi ra xe và đi về Sài Gòn nha cả nhà. Này dạ thưa cả nhà, thì hai anh em đã hỗ trợ hoàn thành xong một nhiệm vụ đã đưa cô về đến nhà rồi. Hả? Đây xong. Hả? Không sao đâu, cứ bình thường thôi. Cứ chào tạm biệt cả nhà, kết thúc tại đây luôn. Đó bánh xe đâu rồi? Đồ quay đâu rồi? Phải đồ quay bánh hả? Đúng rồi, đồ quay bánh. Tạm biệt cả nhà cái anh Khánh Liệu. Tôi xin chào cô chú anh chị. Thì hai anh em cũng đã hoàn thành về ca về bánh tre này cả nhà. Dung ca này á, nghe nói là về đâu Vĩnh Long á, thì sông Vĩnh Long nước ngập quá không có vô nhà được, thì nghe nói là về bên bên vợ gì đó ở đỡ chứ không phải về nhà của cô nha. Thì tôi xin chúc cô chú anh chị và mạnh thường quân có một ngày thứ ba luôn luôn nhiều sức khỏe để lo trong cuộc sống nha cả nhà. Thì con xin chào tạm biệt cả nhà. Thì con đây về tới đây vừa bẻ bánh xe luôn cả nhà. Nè, bẻ bánh xe luôn rồi. Hiện tại bẻ, hai anh em bị bẻ bánh xe luôn. Bây giờ tháo chưa bánh cơm, xe. Chưa có ăn cơm luôn á. Hiện tại hai anh em cũng chắc xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Tranh thủ thay bánh xe rồi xong để quay ra ngoài kiếm gì ăn rồi tiếp tục hành trình về Sài Gòn nha cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.